Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy ở đời sau chẳng đọa vào địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, nơi biên địa, chỗ không tin Phật, chốn ác kiến, thường đủ các căn, thông minh, đoan chánh, chẳng rơi vào bậc thanh văn và độc giác. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy quyết định sẽ trụ ở bậc đại Bồ Tát bất thối. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép trang trí bằng các vật báu, dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu, y phục anh lạc, tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy xa lìa tất cả buồn rầu sợ hãi. Bạch Thế Tôn, như người mắc nợ, sợ người chủ nợ, nên bèn thân cận phụng sự nhà vua, dựa vào thế lực của vua để khỏi sợ sệt. Bạch Thế Tôn, thí như có người vì nương vào nhà vua, vì được vua bảo bọc nên được người đời cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, xá lợi Phật cũng lại như vậy. Do vì huân tu bát nhã ba la mật đa này nên được chư thiên nhân, A Tố Lạ vân vân cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết trí cũng y nơi bát nhã ba la mật đa mà được thành tựu. Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ này nên con nói, giả sử xá lợi Phật đầy cả thế giới ba lần ngàn này lấy làm một phần, việc sao chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm ấy lại lấy làm một phần. Trong hai phần này con chọn bát nhã ba la mật đa ấy. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì do bát nhã ba la mật đa này xá lợi Phật và 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp kèm theo mà Phật đã có được để trang nghiêm thân. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà năm loại mắt, sáu phép thần thông được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả hạnh đại Bồ Tát được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật được viên mãn thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, do bát nhã ba la mật đa này mà thân tâm chư Phật đều chẳng hư hoại, cứng hơn kim cang vô số lần. Bạch Thế Tôn, do oai thần lực của bát nhã ba la mật đa này mà bố thí vân vân năm thứ
cũng được gọi là Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bố thí vân vân chẳng thể đạt đến bỉ ngạn. Bạch Thế Tôn, nếu ở thế giới ba lần ngàn này hoặc thế giới khác có kinh đô, thành ấp, làng xóm, trong đó nếu có người thọ trì đọc tụng sao chép giảng giải, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì hữu tình xứ ấy chẳng bị tất cả loài nhân, phi nhân vân vân làm não hại, chỉ trừ định nghiệp ác phải chịu lần hồi tu học tùy theo sở nguyện cho đến chứng đắc niết bàn của ba thừa. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đủ đại oai lực, tùy theo chỗ ở làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có công dụng lớn ở quốc độ ba lần ngàn này, làm Phật sự lớn. Bạch Thế Tôn, nếu ở trong thế giới nào mà lưu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, thì nên biết nơi ấy chắc chắn có Phật xuất hiện ở thế gian làm lợi lạc tất cả. Bạch Thế Tôn, thí như đại thần châu quý báu vô giá, đầy đủ vô lượng các thứ oai đức thắng diệu, tùy nơi có thần châu này, loài nhân phi nhân hoàn toàn không làm não hại được. Nếu có nam tử hoặc nữ nhân bị quỷ bắt, thân tâm khổ não, có người cầm thần châu này đưa xem, thì do oai lực của thần châu, quỷ liền bỏ chạy. Nếu bị các thứ bệnh nhiệt phong đàm hoặc nhiệt phong đàm hợp lại thành bệnh, có người đem thần châu này đeo vào thân, thì các thứ bệnh ấy không bệnh nào là chẳng lành. Châu này ở trong tối thì có khả năng phát ra ánh sáng, khi nóng thì mát, khi lạnh thì ấm. Tùy địa phương có thần châu này, thời tiết điều hòa, chẳng lạnh chẳng nóng. Nếu nơi nào có thần châu này, thì rắn, bò cạp vân vân các loài độc không dám ở. Nếu có nam tử hoặc nữ nhân bị chúng phải độc, đau đớn không chịu nổi, có người cầm thần châu này đưa cho họ thấy, thì do oai thế của thần châu, các độc liền tiêu mất. Nếu các hữu tình thân bị các tật, hủi láp ghè lở, phù thủng hoa mắt, nhậm mắt vân vân, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh yết hầu, bệnh thân, đeo thần châu này thì các bệnh đều lành. Nếu trong các ao rãnh, suối giếng vân vân nước bị dơ bẩn hoặc sắp khô cạn, đem thần châu thả vào thì nước liền tràn đầy, thơm sạch, nóng trong, đủ tám công đức. Nếu dùng chỉ xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, biếc, xanh đậm lẫn lộn, dệt đủ các sắc áo, bọc thần châu này thả vào nước, nước theo màu áo thành các màu sắc. Đại thần châu quý báu vô giá như thế, oai đức vô biên, nói chẳng hết được. Nếu đặt trong dương chấp, thì cũng khiến dương chấp ấy thành tựu đầy đủ oai đức vô biên, dù cho dương chấp trống không, nhưng do đã từng chứa thần châu nên dương chấp ấy được nhiều người mến trọng. Khi ấy cụ thọ khánh hỷ hỏi trời đế thích, này Kiều Thi Ca, thần châu như thế chỉ trời mới có hay là loài người cũng có? Trời đế thích đáp, bạch đại đức, trong loài người và trên trời đều có châu này. Nếu ở trong loài người thì hình nhỏ mà nặng, nếu ở trên trời thì hình lớn mà nhẹ. Lại thứ ở trong loài người thì tướng chẳng đầy đủ, nếu thứ ở trên trời thì tướng tròn đầy. Thứ có ở trên trời thì oai đức thù thắng, so với châu ở trong loài người thì nhiều hơn vô lượng. Khi ấy trời đế thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cũng lại như vậy, là gốc của các đức, có khả năng diệt trừ vô lượng pháp ác bất thiện. Nơi nào có nó thì khiến các loại khổ não về thân tâm của các hữu tình đều được tiêu diệt, loài nhân phi nhân vân vân chẳng thể làm hại được. Bạch Thế Tôn, đại thần châu báu